câu chuyện Tìm cá trong băng tuyết. Vào thời nhà Tấn, có một người con hiếu thảo tên là Dương Tường. Mẹ mất sớm, cha lại lấy mẹ kế. Mẹ kế xem cậu bé như cái gai trong mắt. Sau này, mẹ kế cũng sinh được một người con trai, đó là cậu em trai Dương Lãm. Kể từ đó, người mẹ kế luôn nghĩ ra nhiều cách để làm khó Dương Tường. Đối với một đứa trẻ, hoàn cảnh thế này là vô cùng bất hạnh. Nhưng Dương Tường lại không một lời oán trách, ngược lại luôn nghĩ làm thế nào để mẹ kế được vui. Một hôm trời băng giá, mẹ kế bị ốm và muốn ăn cá chép. Cả một dòng sông đều đã bị đóng băng, làm sao để có được cá đây? Dương Tường đến bên dòng sông mà cảm thấy bất lực. Rồi cậu khóc to, gọi mẹ, nằm lưng trần lên tảng băng, hy vọng sẽ có điều thần kỳ xuất hiện. Vì tấm lòng hiếu thảo tột cùng của cậu mà tảng băng đã nứt ra và nhảy ra hai chú cá chép để cậu được hiếu dưỡng với mẹ kế. Đây quả thật là tấm lòng hiếu thảo làm cảm động đất trời. Vô cùng cảm động, Dương Tường không chỉ chịu sự ngược đãi của mẹ kế khi còn nhỏ, mà sau khi trưởng thành, lập gia thất, mẹ kế vẫn luôn nghĩ ra trăm phương ngàn kế để hãm hại cậu. Nhưng người em trai Dương Lãm lại vô cùng kính trọng người anh. Mỗi khi mẹ mình trừng phạt anh trai, người em đều đến bên giải nạn. Đạo đức và học vấn của Dương Tường ngày một tăng lên, danh tiếng cũng một ngày tăng. Rồi mẹ kế cũng theo đó mà có ý nghĩ hãm hại Dương Tường, nên đã bỏ thuốc độc vào rượu, đưa cho Dương Tường uống. Kết quả là người em đã phát hiện, trong tình huống nguy cấp đã xông vào giằn lấy chén rượu độc và uống ngay lúc đó. Cậu muốn chết thay anh. Người mẹ kế chứng kiến cảnh này lập tức hắt đi chén rượu độc và cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bởi vì bà từng giờ từng phút muốn đưa Dương Tường vào chỗ chết. Còn người con ruột do chính mình sinh ra lại nguyện vì anh mình mà chết. Tình cảm anh em đã cảm hóa người mẹ kế. Và rồi người mẹ và hai anh em cũng cùng nhau khóc. Cho nên chỉ có đức hạnh và sự chân thành mới làm chuyển đổi những điều ác trong cuộc sống. Sau này Dương Tường và Dương Lãm đều làm quan trong triều. Có một vị quan lớn đã tặng cho Dương Tường cái bảo kiếm gia truyền và nói cho anh rằng những người có cây bảo kiếm này, con cháu nhất đính sẽ vô cùng phát đạt, vinh hiển. Dương Tường lập tức trao lại bảo kiếm cho người em. Trên sử sách có ghi lại con cháu chính đời của Dương Tường và Dương Lãm đều là công khanh, nghĩa là làm quan lớn. Đây được gọi là nhà nào tích thiện, ắt sẽ dư triều vui.